and like Nastya. Chào mọi người. Đây là bản chữ cái mùa hè. Cùng nhau học nha. Chữ cái đầu tiên trong bản chữ cái là A. Nhìn nè, A. Đâm nó rồi. Chữ cái thứ hai trong bản chữ cái là B.
là ba đi. B. Hát X chơi đi. 1, 2, 3 bắt đầu. Sao vậy? Mình muốn ăn. Ồ, ok, đến đây có đồ ăn nè.